ta mới về cái city số tự động 27 anh chị một chủ mua mới biển số bình dương màu đỏ nè xe đẹp anh chị ơi xe này khá đẹp nha sơn riêng còn rất là nhiều và một chủ mua mới từ đầu ô đô chạy chuẩn 70 000 nha anh chị 70 000 mình thùng nước sơn thì bao đẹp rồi xe này ưng ý anh chị riêng lắm rất là riêng luôn cái này bên tâm bán là 375 nhưng mà hôm nay tâm đỡ cho anh chị là chỉ 370 thôi bởi vì đăng kiểm mới mới lên màn hình mới lên màn hình Android mới đăng kiểm, vỏ lớp mới, nội thất đẹp, máy riêng và chất xe thì rất là ưng ý. <laughs> anh chị coi nè. Đèn đuốc là sáng trưng luôn. <laughs> 2017 nha anh chị. Em để cho anh chị là 370 ha, 2017 370, màu đỏ đô, màu đỏ đô. Xe thì không lỗi lầm nha, rất là riêng luôn. Cửa cốp capo thì chưa mở. 370 nha anh chị, bao hồ sơ bảo đảm với anh chị sẽ hài lòng với sản phẩm này rất là vừa ý luôn đăng kiểm thì mới đăng kiểm hôm qua tới tháng 12 2025 mình thùng nước sơn thì sơn riêng tâm đánh giá xe này còn khoảng 80 phần trăm trở lên và không có lỗi làm gì hết nha mọi bộ phận và chức năng nó đang hoạt động rất là tốt nha anh chị thậm chí nó đẹp đến mức độ mà không cần phải vệ sinh không cần phải rửa luôn là nhìn nó đã ưng ý rồi riêng cái máy thì bảo đảm với anh chị sẽ tuyệt vời bảo đảm với anh chị sẽ lên chạy cảm giác rất êm êm nhẹ ngọt ngào đây mức tiêu hao nhiên liệu nè 5 lít 8 cho hỗn hợp và 4 lít 9 cho đường trường 7 lít 3 cho đường thành phố 1.5 động cơ là 1.5 nội thất thì ghế da xịn sò quá xịn nha anh chị trần là 5D tắp lô tắp bi thì cực kỳ mới <laughs> lấy chuyển số thông minh nha màn hình Android nha có căn bằng điện tử có gặp gương auto chắc xe thì khá là đẹp đó anh chị ạ bảy mươi mấy ngàn cây đều xe lắm có lẫy chuyển số thông minh nữa có màn hình Android mới có cam ve đầy đủ xe này thì full option và đồ chơi rồi đăng kiểm mới vỏ mới mọi công năng chức dụng là ưng ý và xe rất là tươi và đẹp nha anh chị tâm để cho anh chị là 370 bao rút hồ sơ nha ừ. <laughs> anh hỏi cái cái hồ sơ xe x đó mình xử lý tới đâu em rồi rồi ngày mai có kết quả cho em ơi rồi tí anh gửi cho nha rồi 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 rồi, rồi. <cười> <cười> xe này thì khá ưng ý nha anh chị sản xuất 2017 nên anh chị thấy không sản xuất 2017 chắc xe đẹp cực kỳ nội thất nè quá vừa ý luôn anh chị hôm nay việc nó hơi nhiều nên tao không có thời gian để lên video nha mà xe về nhiều lắm hôm nay về gần 10 xe đó anh chị có cửa gió hàng ghế sau luôn nè ngày mai tâm sẽ làm video những cái xe mới về và làm một cái clip tổng thể vào ngày mốt anh chị đón xem nha hôm qua hôm kia hôm nay tâm bán nhiều quá nên những cái xe bây giờ không biết xe nào còn xe nào hết thậm chí anh chị cũng không biết đâu nó nhiều xe đã bán lắm hôm qua hôm kia hôm nay tâm bán mười mấy xe ba ngày bán mười mấy xe giờ xe nhà cũng trống nhiều rồi cũng vắng xe nhiều lắm rồi và nhân viên tâm đi mua liên tục qua hôm kia nay mua cũng nhiều anh chị mua nhiều bán nhiều nhờ anh chị thương ủng hộ và luôn luôn dành những tình cảm tốt nhất cho bên Tâm nên Tâm phải tìm những sản phẩm hợp lý về chất lượng cũng như là giá thành để về phục vụ anh chị xe này thì hôm qua mua là nó còn cái đầu đĩa riêng theo xe luôn từ chủ mua giờ chưa có thay Tâm thấy vậy thôi mình cứ lên cái đầu chơi đi cho khách hàng mình về cho nó đầy đủ luôn khỏi phải đầu tư nữa ha thùng bọng bánh xe cua đầu riêng hết nha anh chị đẹp lắm à, keo chỉ thì bên tâm sẽ bao riêng cho nhà mình nha không lỗi làm nha anh chị không lỗi làm chất xe thì cực kỳ là êm ái và vừa ý luôn tâm để cho anh chị là 370 ha và riêng xe này thì bảo đảm với anh chị là chất lượng là tốt à, tâm đánh giá xe này trên 8 điểm nha anh chị gầm bệ sáng trưng luôn sản xuất năm 2017 nha một đời chủ mua mới số Bình Dương xe thì chưa có qua sang tên đổi chủ gì hết và không có dịch vụ uh, kinh doanh gì nha xe gia đình đi kỹ à, đi kỹ đến mức độ mà cái đầu đĩa cũng không thay luôn tâm về tâm mới thay cái đầu đĩa hết uh, 5 triệu mấy giờ năm vừa qua rồi giờ quá tuyệt vời rồi nhưng mà bù lại là cái nội thất này rất là tươi và đẹp nha anh chị nội thất thì cực kỳ tươi đẹp nha đó tắp lô tắp bi nè à, giờ nó hơi chiều rồi thì màn hình nó cũng không được sáng lắm nhưng mà bù lại là chất xe này đẹp anh chị bảo đảm chất xe đẹp ưng ý xe tươi lắm anh chị ơi à, tâm để cho anh chị là à, 3, 370 ha bao rút hồ sơ đời 2017 đó Honda City 370 2017 xe thì rin riêng hết trơn á, từ A tới Z luôn keo chỉ nè máy móc động cơ hộp số nè nguyên riêng nguyên chất lượng máy móc là riêng hết nha anh chị nha đăng kiểm mới nè đăng kiểm tới tháng 12 2025 tâm mới vừa đăng kiểm luôn đèn đuốc rồi còn sáng lắm rất là sáng anh chị đèn là được vô một cặp đèn bi cực kỳ sáng luôn mới đăng kiểm hôm qua hai năm nữa mới đăng kiểm lại nha anh chị biển số Bình Dương anh chị không thích thì tâm sẽ gắn lại đèn riêng nó có đèn riêng và có đèn bi xinông bi này hả ban đêm mình đi là bao sáng luôn anh chị sáng vô địch máy à, cái máy mới lắm à, cái mà tâm hài lòng nhất là cái máy xe này nó mới mà nó êm mới và êm rất êm và rất là mới nè đó anh chị thấy ha bây giờ có thể là mình đi mua xe chỗ nào đó nó rẻ hơn nhưng mà tìm cái chất xe như vậy nó cũng hiếm đó anh chị ạ xe này là thuộc dạng khá xe à, khoảng 8 điểm nha anh chị anh chị coi nè cục abs nè không máy móc nè rin lắm luôn ốc tán là nguyên bản chưa đụng con nào 370 anh chị xe uh, city số tự động 2017 một chủ mua mới Đó, không đâm đụng không ngập nước máy móc động cơ hộp số là nguyên riêng keo chỉ cũng còn nguyên riêng ha chưa có bị lỗi làm gì hết nha và cái máy mới lắm còn tươi đẹp và cửa cốp cabo là riêng hết keo chỉ cũng vậy nha anh chị tâm uh, thấy cái xe này ưng ý nha rất là ưng ý luôn thì uh, bàn giao cho anh chị con xe này với cái mức giá là 300 uh, 370 triệu anh chị về chỉ việc xài thôi không phải làm bất cứ một cái thứ gì nữa hết bởi vì xe bên tâm mà cái điểm nào yếu là tâm khắc phục hết thì khi mà khách hàng về mua thì phải từ hai năm nữa mới tốn tiền ví dụ xe này mà anh chị có mua về thì phải hai năm nữa mới là đi đăng kiểm lại còn nhớt thì tâm thay nhớt mới luôn thay một bình nhớt mới tinh cho nhà mình luôn rồi vỏ lớp thì cũng còn ok đồ chơi sẵn sàng ghế da rồi trải sàn rồi phim cách nhiệt rồi mọi thứ là hầu như là nó hoàn hảo hết rồi chỉ có cái là chất xe này nó khá là ok nên nó vừa ý lắm tâm đánh giá xe này là trên 8 điểm nha chất xe đẹp và không lỗi lầm ha anh chị đến mua xe này thì về chỉ xài thôi chả phải làm gì nó hoàn thiện tới một tuyệt đối rồi không có gì là một trăm phần trăm nó hoàn thiện tuyệt đối rồi anh chị và được lắp đặt đầy đủ đầu chơi rồi ha à, đầy đủ rồi viền che mưa tay nắm cửa phim cách nhiệt ghế da màn hình cam ve cam trước cam sau đầy đủ và nước sơn là một màu đồng nhất rất là đẹp và mới luôn Còn liền màu lắm luôn à, Sơn riêng xe này tâm đánh giá còn trên 80% nha chị Một đời chủ mua mới không lỗi lầm Chất xe thì êm thật là êm luôn Nổ ha, nổ mà đứng gần không nghe tiếng động luôn Và chạy mượt lắm Chạy rất là mượt Dòng City thì anh chị cũng biết rồi ha, Bền bỉ à, Thay thế phụ tùng dễ dàng và à, Mức à, Tiêu hao nhiên liệu thì khá là hợp lý Và phụ tùng thay thế Rất là rẻ Nói chung là hợp túi tiền hợp với những bà con mà với cái tầm tài chính vừa phải và chất lượng xe này thì khá là ổn tâm đánh giá xe này là trên 8 điểm anh chị mua xe này về không phải đầu tư gì nữa hết em ấy tuyệt vời lắm rồi ha tâm xin kết thúc video ở đây xin hẹn gặp lại bà con chào đang chào bán cho anh chị em bà con là con city đời 2017 một chủ mua mới màu đỏ mặn giá là 370 nha anh chị bao rút hồ sơ mọi thứ thật là hoàn chỉnh tuyệt đối không phải đầu tư hay làm gì thêm nữa ha rồi tâm cảm ơn bà con rất là nhiều xin hẹn gặp lại nha